Tại sao văn minh Hy Lạp La Mã trở thành nền tảng văn minh phương Tây? Nếu xem những gì mà thế giới phương Tây đang có là một công trình đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với những dấu ấn đậm nét riêng biệt trong văn hóa, con người hay kiến trúc, thì điều gì đã tạo nên nền móng cho công trình đó? Văn minh phương Tây giờ đây có thể diễn giải là những di sản của các chuẩn mực xã hội, giá trị đạo đức, truyền thống, phong tục, đức tin, tổ chức nhà nước, các tạo tác hay công nghệ có nguồn gốc hoặc liên kết với châu Âu. Vậy những di sản này có từ đâu? Trong dòng chảy của lịch sử khu vực phương Tây cổ đại, sự hiện diện của hai nền văn minh Hy Lạp và La Mã giữ vai trò quan trọng cho sự hình thành và phát triển của những cư dân gốc du mục, cùng với đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ từ các thành bang nhỏ bé. Sự kết hợp những giá trị của cả Hy Lạp và La Mã đã đặt những viên gạch đầu tiên cho công trình ngàn năm và có thể gộp chung lại tạo nên tên gọi văn minh Hy La. Khác với các quốc gia cổ đại ở phương Đông, chủ yếu được hình thành ở những khu vực gần các con sông, thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp, thì văn minh phương Tây cổ đại được hình thành và phát triển trên những khu vực có điều kiện tự nhiên đặc thù, phức tạp, có sự trợ giúp tuyệt vời của biển đảo, từ đó hình thành những con đường giao thương trên biển, hải cảng, tàu bè, thúc đẩy giao thương buôn bán giữa các nước, đồng thời mang những nét đặc trưng truyền bá khắp thế giới. Sự phát triển của kinh tế thương nghiệp hàng hải đã tạo ra một nền kinh tế giàu mạnh cho các quốc gia phương Tây cổ đại, đặc biệt là sự phát triển của chế độ chiếm hữu nô lệ gắn liền với phương thức sản xuất đạt đến độ hoàn chỉnh, đã tạo điều kiện cho sự sáng tạo những giá trị vật chất, tinh thần. Sự giàu mạnh về kinh tế chính là một trong những nguyên nhân thúc đẩy khát vọng mở rộng lãnh thổ và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác, sản sinh hàng loạt phát kiến vĩ đại trong suốt chiều dài lịch sử, đồng thời đóng góp chung cho sự phát triển của nhân loại. Việc học hỏi, tiếp thu tri thức từ các dân tộc khác dường như đã là nguyên tắc tồn tại bất biến của tất cả quốc gia, dân tộc trên thế giới nếu muốn hùng cường và tồn tại lâu dài. Hy Lạp và La Mã là hai quốc gia riêng biệt do các tộc người khác nhau lập nên. Đến thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, Hy Lạp bị La Mã chinh phục, nhưng trước đó từ rất lâu, La Mã đã tiếp thu nhiều thành tựu văn minh của Hy Lạp. Sau khi Hy Lạp nhập vào đế quốc La Mã, ảnh hưởng của văn minh Hy Lạp đối với La Mã càng mạnh mẽ hơn, đóng góp quan trọng vào văn học, triết học, khoa học tự nhiên, nghệ thuật hay kiến trúc, trở thành nền móng và có tác động sâu rộng vào thời kỳ phục hưng sau này. Người Hy Lạp học hỏi, kế thừa và cải tiến những hệ thống ký tự, chữ viết trước đó, rồi thêm các nguyên tố biến thành hệ thống chữ viết của mình, và sau này đã hình thành nên chữ Latin và chữ Slava. Đó là cơ sở chữ viết mà nhiều dân tộc trên thế giới ngày nay đang sử dụng. Còn người La Mã cũng có chữ viết vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, bởi nguồn gốc từ văn tự Hy Lạp. Đây là thứ chữ viết đơn giản, thuận tiện nên đã được sử dụng rộng rãi trong toàn bộ đế quốc và trở thành chữ viết của nhiều quốc gia trên thế giới sau này. Hy Lạp là một dân tộc có một kho tàng thần thoại lớn trên thế giới, tiêu biểu như anh hùng ca Iliad và Odyssey. Tác phẩm nêu ra quan hệ giữa con người, vũ trụ và thần linh, tượng trưng cho các hiện tượng khác nhau của xã hội và tự nhiên, giữa hiện thực và tưởng tượng. Văn học La Mã chủ yếu kế thừa từ Hy Lạp, người La Mã tiếp thu và cải biên, tạo ra những vị thần của mình như thần Zeus, thần Jupiter, Poseidon, Athena hay Apollo và trở thành cảm hứng bất tận của thơ ca. Kiến trúc của hai nền văn minh cổ đại này đã được thế giới thừa nhận và ứng dụng trong những công trình kiến trúc hiện đại. Những hình mẫu xây dựng ở châu Âu ngày nay được phát triển trên nền tảng của kiến trúc thời cổ đại Hy Lạp La Mã. Thậm chí ngày nay đã lan rộng trên toàn thế giới với những công trình đã trở thành kiệt tác của nhân loại. Nghệ thuật điêu khắc ở Hy Lạp và La Mã vẫn còn là một chuẩn mực cho những tác phẩm sáng tạo đương đại. Nếu tuyệt tác Hy Lạp thời bấy giờ là đền Parthenon, vệ thành Acropolis hay đền thờ thần Zeus, thì người La Mã cũng sẽ nên đấu trường Colosseum, nhà tắm Caracalla hay đền thờ Pantheon. Nếu người Hy Lạp tạo ra mẫu mực cho điêu khắc trong các pho tượng vệ nữ ở Milo, lực sĩ ném đĩa, nữ thần Athena, thì La Mã cũng đưa những bức tượng của vua Caesar, Augustus hay Diocletian vào kho tàng tuyệt tác điêu khắc. Triết học Hy La cổ đại tạo nên cơ sở xuất phát của triết học châu Âu sau này, thường chỉ làm hai phái chính là triết học duy vật và triết học duy tâm. Triết học duy vật với những quan điểm tiêu biểu như nước là nguyên tố cơ bản của vũ trụ, nước luôn luôn vận động nhưng trước sau không thay đổi và do đó hòa tan mọi vật. Bởi vậy, nước là nguồn gốc của vũ trụ và sinh mệnh của con người. Ở một quan niệm khác, nguồn gốc của vạn vật là lửa, đấu tranh là nguồn gốc của vạn vật. Vì đấu tranh giữa hai mặt đối lập là cơ sở của mọi tồn tại và tư tưởng. Vũ trụ cũng như mọi vật không phải do bất cứ vị thần nào sáng tạo ra. Trước kia, hiện nay và sau này, nó là ngọn lửa vĩnh viễn và linh hoạt, thiêu đốt theo quy luật và cũng tắt theo quy luật. Hay khác nữa, nguồn gốc của vũ trụ là vô cực, chia thành hai mặt đối lập như khô, ướt, nóng, lạnh, rồi kết hợp với nhau mà hình thành mọi vật như đất, nước, không khí, lửa. Vũ trụ không ngừng phát triển, không ngừng hình thành, không ngừng sinh sản ra những thứ mới. Triết học duy tâm bởi những tên tuổi như Aristoteles, sự vật cụ thể được tạo nên bởi bốn nguyên nhân là chất liệu, hình thức, động lực và mục đích. Nhà triết học Socrates cho rằng mục đích của triết học không phải để nhận thức tự nhiên mà là để nhận thức bản thân mình. Ông phản đối việc dạy lý thuyết, chủ trương chỉ cần đặt ra những câu hỏi để đối phương trả lời, như vậy có thể đạt tới chân lý. Còn ý chính của quan điểm triết học Platon là ý niệm và linh hồn bất diệt. Hóa công dùng ý niệm để sắp xếp lại mọi sự vật, làm cho vũ trụ trở thành có trật tự. Đồng thời, ông đã nhận thức được quả đất hình cầu và chuyển động theo quỹ đạo nhất định. Còn triết học ở La Mã thời kỳ này không có nhiều sáng tạo mà chủ yếu kế thừa và phát triển từ những tư tưởng triết học Hy Lạp. Để thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, triết học La Mã mới tương đối phát triển. Về khoa học tự nhiên, nền văn minh Hy Lạp cổ đại có những cống hiến quan trọng về các lĩnh vực học thuật. Thế giới ngày nay đã quen thuộc với cái tên Pythagoras, người đã chứng minh định lý mang tên ông vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, hay Archimedes, để ra nguyên lý đòn bẩy với câu nói "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng cả trái đất", chế ra gương cầu lõm và phát hiện ra lực đẩy Archimedes. Bên cạnh đó, nền văn minh Hy La cổ đại đã chứng tỏ trí tuệ vượt bậc trong lĩnh vực y học. Ở Hy Lạp, thầy thuốc Hippocrates đã chữa bệnh bằng biện pháp uống thuốc hoặc phẫu thuật, được mệnh danh là cha đẻ của y học phương Tây. Thời cổ đại, người Hy Lạp và La Mã đều theo đa thần giáo. Điểm khác biệt về tín ngưỡng ở Hy Lạp là các vị thần đều mang hình người đầy đủ, với những đức tính tốt xấu của con người, gần gũi với con người. Kitô giáo ra đời tại La Mã vào cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, ảnh hưởng đến các tầng lớp trong xã hội và vượt ra khỏi phạm vi La Mã. Bất cứ một quốc gia, dân tộc hưng thịnh hay suy vong đều phụ thuộc đáng kể vào tầm nhìn chiến lược đúng đắn, linh hoạt nhằm tìm ra phương thức đi đến chấn hưng đất nước. Trước khi văn minh Hy Lạp cổ bước vào thời kỳ hưng thịnh, nơi này từng trải qua quá trình tiến hóa xã hội và nhà nước Hy Lạp chiếm hữu nô lệ. Sự ra đời, củng cố, hưng thịnh, cuối cùng là suy tàn của nhà nước chiếm hữu nô lệ Hy Lạp luôn gắn liền với các cuộc đấu tranh giai cấp. Trong thời kỳ tăm tối, mỗi cộng đồng làng xã nhỏ độc lập với sự kiểm soát từ bên ngoài. Những quyền bên bề chính trị ít đến mức không thể nói rằng là có một nhà nước tồn tại. Trong hàng chục quốc gia thành thị ở Hy Lạp thì Athens có hình thức tổ chức nhà nước điển hình và giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Hy Lạp cổ đại. Ra đời trên cơ sở tan rã của xã hội thị tộc, nhà nước Athens dần hoàn thiện qua những cải cách. Hai thành bang tiêu biểu của Hy Lạp là Athens và Sparta. Ở nhà nước Sparta chú trọng đến việc phát triển quân sự mà ít để tâm hơn đến kiến thiết các phương diện khác. Quân đội Sparta sử dụng binh lực hùng mạnh để uy hiếp các thành bang lân cận, không ngừng mở rộng thế lực của mình. Còn Athens, thành bang, dân quốc cũng là trung tâm nghệ thuật, văn học, kiến trúc vĩ đại có nhiều đóng góp cho nền văn minh này. Cuối thế kỷ thứ 6 đầu thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, người Hy Lạp đã thách thức và đứng vững trước thế lực hùng hậu của đế chế Ba Tư, không chỉ một lần mà nhiều lần. Sau những chiến thắng đã hình thành lý tưởng thà hy sinh còn hơn sống đời nô lệ, rằng sẽ thật ý nghĩa khi đối diện với cái chết không chỉ cho gia đình mình mà cho tất cả mọi gia đình. Sau khi Hy Lạp bị đế chế Macedonia xâm chiếm, dân tộc Latin ở trung bộ châu Âu tiến xuống bán đảo Italia, dựng lên La Mã, học được văn minh của Hy Lạp và những tộc người khác, rồi dần hùng cường chiếm trọn bán đảo Italia. Dần dần, nhà nước La Mã bắt đầu được thành lập, kế thừa và phát triển nền văn minh Hy Lạp. La Mã chinh phục Hy Lạp và tiếp đó chinh phục các nước ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp ở phương Đông, trở thành đế quốc rộng lớn hùng mạnh ở phương Tây. Nền văn minh La Mã ảnh hưởng sâu sắc không chỉ về văn hóa nghệ thuật mà còn ở hình thức cai trị. Nhà nước La Mã thành lập đã cho ban hành bộ luật thành văn đầu tiên trên cơ sở kế thừa và tham khảo luật của người Hy Lạp và đặt cơ sở cho sự phát triển của luật pháp ở La Mã cổ đại đến thời Trung Đại và Cận Đại, có ảnh hưởng rất lớn ở châu Âu ngày nay. Trong diễn trình lịch sử, Hy Lạp cổ đại là khởi đầu của lịch sử văn minh phương Tây, xuất hiện muộn hơn các nền văn minh khác, nhưng nhờ tiếp thu được các giá trị từ Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại nên đã phát triển mạnh mẽ, mang nhiều dấu ấn riêng biệt. Tuy chưa thể nói là thống nhất hoàn toàn về mặt chính trị, nhưng lại tương đối thống nhất với nhau về mặt dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa và phong tục. Một trong những đặc điểm nổi bật của bán đảo Hy Lạp cổ là nằm cạnh Bắc Phi và Tây Á. Điều này đã tạo nên một mối quan hệ mật thiết giữa Hy Lạp cổ đại và vùng Tiểu Á, cũng là nguyên nhân biến khu vực này trở thành nơi được tiếp thu nền văn minh công nghiệp và đồng đen đến từ Tây Á sớm nhất châu Âu. Mặt khác, đất đai Hy Lạp không được phì nhiêu, không thuận lợi cho việc trồng cây lương thực, địa hình lại còn bị chia cắt thành nhiều vùng đồng bằng nhỏ hẹp, do đó lương thực luôn trở thành vấn đề bức thiết. Ngay từ rất sớm, xu hướng mở rộng lãnh thổ, xâm chiếm ra bên ngoài đã hình thành trong tư tưởng của người Hy Lạp cổ đại. Nhưng bù lại, Hy Lạp có nhiều thuận lợi cho việc xây dựng hải cảng nên họ đã khai thác triệt để nhằm đẩy mạnh hoạt động mậu dịch với các quốc gia khác trên thế giới. Kinh tế Hy Lạp cổ đại chú trọng phát triển về công, thương nghiệp hơn nông nghiệp, nhất là buôn bán đường biển. Trong các dân tộc sống ở thời kỳ cổ đại, dân tộc Hy Lạp tôn vinh tinh thần tự do tìm kiếm và đặt kiến thức lên trên niềm tin. Chính tư tưởng này đã đưa nền văn minh Hy Lạp lên đỉnh cao nhất trong thế giới cổ đại. Dưới thời vua Alexander Đại Đế của vương quốc Macedonia, người Hy Lạp đã có những cuộc bành trướng rộng khắp sang Ai Cập, Ba Tư và Ấn Độ. Những cuộc chinh phục của ông đã dẫn tới sự định cư và thống trị của người Hy Lạp tại nhiều vùng đất xa xôi. Từ đó, ảnh hưởng văn hóa của Hy Lạp càng lan rộng hơn bao giờ hết. Trước khi vinh quang Hy Lạp bắt đầu phai mờ, thì văn minh La Mã đã nhen nhóm hình thành, khởi phát ở bán đảo Italia. Đây là một dải đất dài và hẹp giống hình chiếc ủng, vươn dài từ lục địa ra biển Địa Trung Hải. Không chỉ kế thừa văn minh của Hy Lạp thời cổ đại, người La Mã còn có những đóng góp đáng kể, tạo thành nền văn minh đặc sắc riêng của mình. Với đặc điểm cư dân, những người có mặt sớm nhất trên bán đảo Italia được gọi là người Latin. Ngoài ra còn có một số nhỏ người gốc Gaulois, gốc Hy Lạp. Nơi này có nhiều đồng bằng tương đối thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp. Trong lòng đất lại có chứa nhiều khoáng sản thuận lợi cho nghề luyện kim. Địa hình ở đây không bị chia cắt, tạo điều kiện cho sự thống nhất. Bờ biển ở phía nam có nhiều vùng vịnh, cảng tạo điều kiện để phát triển thương nghiệp. Trong phần lớn chiều dài lịch sử, người La Mã sống chủ yếu bằng nghề nông. Do có điều kiện tiếp xúc với những nền văn minh phát triển sớm ở phương Đông, họ tập trung vào các chiến dịch quân sự gần như từ lúc họ định cư trên vùng đất Italia. Nguyên nhân bởi họ buộc phải bảo vệ mình chống lại những cuộc xâm lược của ngoại bang trong suốt giai đoạn tồn tại của mình. Những gì mà thế giới đang thấy ở châu Âu ngày nay tuy đã hiện đại và khác hơn rất nhiều, nhưng những giá trị thuộc về di sản vẫn hiện hữu trong mọi ngóc ngách đời sống. Đó là kết quả từ sự kế thừa qua nhiều thế hệ. Hai nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại đã đóng góp cho nhân loại nhiều phát kiến vĩ đại, tạo nên nền tảng có tầm ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của văn minh phương Tây trong suốt chiều dài lịch sử châu Âu. Nếu hữu ích, đừng quên like và chia sẻ, hoặc góp ý trong bình luận để những video sau hữu ích hơn.